Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mua bán vận chuyển 1 kg ma túy tổng hợp từ Tiền Giang lên Lâm Đồng tiêu thụ. Một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng phối hợp công an hai tỉnh Lâm Đồng và Tiền Giang bắt giữ. Tiến hành dừng xe ô tô do Nguyễn Phát Tài điều khiển chở theo Nguyễn Thị Ý Nhi cùng chú ở tỉnh Long An trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh. Lực lượng công an đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 1 kg nghi là ma túy tổng hợp. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Nguyễn Vinh Quang chú tỉnh Tiền Giang là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ vào Lâm Đồng để tiêu thụ. Ngay trong đêm, các trinh sát đã đến Tiền Giang phối hợp với công an sở tại khám xét nơi ở của Quang, phát hiện thu giữ 40 bịch nước vui và một bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết cũng vừa bắt quả tang 3 đối tượng cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, lực lượng công an còn phát hiện trên xe của các đối tượng có lượng lớn hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng là Bùi Văn Phúc chú tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Đạt và Phạm Ngọc Thạch cùng chú tại thành phố Đà Nẵng. Vào tối ngày 11 tháng 1, Phúc và Đạt đã bị bắt quả tang cùng 5 viên thuốc lắc và 3 gói kentamin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục tạm giữ đối với Thạch. Ngoài số ma túy trên, cơ quan công an còn thu giữ 22 cây dao tự chế, 2 gậy bóng chày, 1 tuyếp kim loại trên xe ô tô do Phúc điều khiển. Phúc và Đạt thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cho nên cả hai đã chuẩn bị số hung khí nói trên để đi đánh nhau. Hiện vụ việc đang được tiếp tục công an quận Hải Châu tiến hành điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa tiếp nhận và thu hồi một khẩu súng do người dân tự giác giao nộp. Trước đó, trên đường đi làm về tại tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua huyện Kim Bảng, anh Trần Văn Hưng trú tại thành phố Phủ Lý đã phát hiện ở ven đường có một vật thể giống khẩu súng. Sau khi kiểm tra thì xác định đó là một khẩu súng loại bắn đạn hoa cải. Ngay sau đó, anh Hưng đã mang khẩu súng đến để giao nộp cho cơ quan công an. Trên đường đi, gặp tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, nên anh Hưng đã báo cáo sự việc và được tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp nhận, biểu dương hành động tự giác và thực hiện các thủ tục giao nộp, thu hồi khẩu súng theo quy định của pháp luật. Cố tình đâm cảnh sát giao thông, dừng xe, chắn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gây ách tắc trên tuyến đường. Đó là hành vi của Nguyễn Văn Chí, chú tỉnh Nam Định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ đối với Chí. Vào sáng ngày 12 tháng 1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện tại quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, đã chặn dừng xe ô tô tải do Chí điều khiển. Tuy nhiên, Chí không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ xe và điều khiển xe rời đi. Khi lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn, Chí đã liều lĩnh điều khiển xe lao thẳng vào các chiến sĩ cảnh sát giao thông và rất may không xảy ra thương vong. Sau khi truy đuổi khoảng 20 km, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được xe tải. Thế nhưng Chí tiếp tục có hành vi chống đối, cho xe dừng ngang giữa đường gây ùn tắc giao thông trên cao tốc. Người phụ nữ đi cùng với Chí đã xuống lớn tiếng tranh cãi. Hiện tài xế và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.